Facundo Deportivo, PSG đã tính đến phương án chuyển mộ Ousmane Dembélé từ Barcelona nếu không thuyết phục được Neymar gia hạn hợp đồng mới. Không khó hiểu vì sao PSG muốn có Dembélé, bên tiền đạo người Pháp đã thể hiện phong độ rất tốt. Dembélé đã trưởng thành vượt bậc cả về tính cách lẫn chuyên môn ở mùa giải này, đặc biệt khi được Ronald Koeman bố trí đá tiền đạo cắm trong thời gian qua. Hợp đồng giữa Dembélé và Barca sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2022. Đội bóng Tây Ban Nha coi việc gia hạn ngôi sao 23 tuổi là ưu tiên hàng đầu. Theo Sport, đội chủ sân Camp Nou đang ráo riết đàm phán để làm mới hợp đồng với Dembélé trước khi Euro diễn ra. Chủ tịch Daniel Levy dường như muốn chờ đợi thành tích của Tottenham vào cuối mùa trước khi đưa ra quyết định có sa thải Mourinho hay không. Daily Mail cho biết Spurs không đủ điều kiện giành suất dự cúp châu Âu mùa tới thì mức phí đền bù hợp đồng cho Mourinho sẽ giảm rất đáng kể. Mourinho được cho là sẽ bỏ túi 20 triệu bảng nếu Daniel Levy quyết định thay huấn luyện viên mới cho Tottenham vào mùa hè. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn còn khá nhiều cơ hội để xoay chuyển tình thế. Mourinho vẫn có thể nhận được sự tin tưởng của Daniel Levy nếu như giúp gà trống giành Carabao Cup và lọt vào top 4 Premier League. Kevin De Bruyne vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 mùa giải, cam kết gắn bó với Man City đến năm 2025. Cầu thủ người Bỉ sẽ nhận mức lương 300.000 bảng một tuần, thuộc hàng top thu nhập cao nhất Premier League. De Bruyne chia sẻ: "Không thể hạnh phúc hơn. Man City là đội bóng luôn hướng đến thành công. Quyết định ký hợp đồng được đưa ra rất dễ dàng. Tôi đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp của mình ở đây." Tại sân Etihad, De Bruyne đã ra sân tổng cộng 255 trận đấu, ghi 65 bàn và có 105 pha kiến tạo. De Bruyne giành tổng cộng 7 danh hiệu, bao gồm 2 Premier League, 4 cúp Liên đoàn Anh và 1 FA Cup. Chia sẻ với Sky, Zidane bất ngờ để bỏ ngỏ khả năng chuyển tới Juventus sau khi Real Madrid đánh bại Liverpool ở trận tứ kết Champions League. "Nước Ý luôn ở trong trái tim tôi. Tôi đã sống ở Turin 5 năm và Juventus cũng rất quan trọng. Tương lai ở đó lúc này tôi đang xem xét." Juventus luôn muốn Zidane trở lại Turin trên cương vị huấn luyện viên nhưng chưa từng thành công. Sau khi rời Real vào tháng 5 năm 2018, Zidane quyết định nghỉ ngơi và Juve bắt đầu tiếp cận nhưng không thành. Khi Juventus chưa kịp mời Zidane sau thất bại ở Champions League 2018-2019, Zidane đã quay trở lại Real theo lời mời của Perez. Năm đó, Real bị loại từ vòng 1/8, còn Juventus thất bại tứ kết trước Ajax. Các nguồn tin ở Italia đã liên kết Man United với ngôi sao Fiorentina Nikola Milenkovic, người đã rời câu lạc bộ quê nhà Serbia là Partizan Belgrade để đến Serie A chinh chiến với mức phí vào khoảng 4,5 triệu bảng vào năm 2017. Nikola Milenkovic kể từ đó đã có 126 lần khoác áo Fiorentina, ghi 11 bàn thắng và cung cấp một pha kiến tạo. Cầu thủ 23 tuổi này cũng đã có 26 lần ra sân cho tuyển quốc gia Serbia sau khi ra mắt vào năm 2018. Milenkovic chỉ còn 1 năm hợp đồng với Fiorentina vào mùa hè, cũng khá dễ hiểu khi được liên hệ với một số đội bóng hàng đầu của Premier League. Cả Liverpool lẫn Man United đều đã quan tâm đến cầu thủ người Serbia vào đầu năm nay. Theo Calcio Mercato, nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công, Juventus đã sẵn sàng chơi lớn với Mauro Icardi. Ban lãnh đạo Juventus đánh giá rất cao tài năng của tiền đạo đang chơi cho PSG. Bên cạnh đó, tiền đạo 28 tuổi còn có rất nhiều kinh nghiệm chơi bóng từ Serie A. Trong quá khứ, anh từng có thời gian khoác áo Sampdoria và Inter. Trong bối cảnh Juventus đang gặp khó khăn về tài chính, giám đốc thể thao Fabio Paratici đã có sẵn phương án chuyển mộ Icardi. Juventus sẵn sàng dùng Paulo Dybala để đổi lấy Icardi. Giống như Mauro Icardi, mặc dù phải nghỉ thi đấu thường xuyên mùa giải này do chấn thương, nhưng tài năng của Dybala vẫn được đánh giá rất cao. Nhà báo Mike McGrath của Telegraph khẳng định Aguero muốn gia nhập Tottenham Hotspur. Chân sút người Argentina được nhiều câu lạc bộ lớn liên hệ. Dù vậy, mục tiêu của Ancun là ở lại giải đấu số 1 nước Anh. Tottenham đang sở hữu hàng công rất mạnh trong Premier League với Harry Kane và Son Heung-min. Trang 101 Red Goals tin Aguero chính là sự bổ sung lý tưởng để gà trống thách thức ngôi vương Premier League. Mùa này, Aguero không có suất đá chính trong đội hình của Pep Guardiola. Anh chỉ ra sân 15 trận và có được 3 bàn thắng. Man City đang thăng hoa để dán đầu vào xếp hạng Premier League mùa này. Trong hành trình đó, dấu ấn của Aguero gần như không có.